U20 Qatar còn cơ hội, U20 Iran buộc một mất, một còn với U20 Việt Nam. Rất bất ngờ nhưng có thật, dù bị thua hai trận liên tiếp nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn mở ra với U20 Qatar tại giải U23 châu Á 2023, trong khi đã rõ lý do vì sao U20 Iran buộc phải một mất, một còn với U20 Việt Nam. Tối ngày 4 tháng 3, ngay khi tiếng còi kết thúc trận thua 1-2 trước U20 Việt Nam vang lên, rất nhiều cầu thủ U20 Qatar đã đổ gục xuống sân. Sự thất thần hiện rõ trên các khuôn mặt. Có lẽ ngay cả lúc đó, U20 Qatar cũng không nghĩ mình vẫn còn cơ hội đi tiếp, cho rằng mình đã xong rồi. Khó tin, nhưng về mặt lý thuyết số học thì cơ hội cho quốc gia vừa đăng cai World Cup 2022 vẫn còn. Bản thân U20 Qatar sẽ phải cảm ơn U20 Úc, đối thủ của họ ở trận cuối. Chiến thắng 3-2 trước U20 Iran không những thắp sáng cửa đi tiếp cho đội bóng có biệt danh Young Socero, mà còn mở ra cơ hội cho chính U20 Qatar. Do vòng chung kết U20 châu Á 2023 ưu tiên xét đối đầu và sau đó là hiệu số giữa các đội cùng điểm, thực tế vào lúc này, đội U20 Úc đang nắm lợi thế lớn nhất trước lượt thi đấu thứ 3. Ở lượt cuối, U20 Úc chỉ cần thắng U20 Qatar sẽ đoạt vé vào tứ kết, mà không cần bận tâm kết quả trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran. Ví dụ, U20 Úc thắng 1-0 và U20 Việt Nam thua U20 Iran 0-1, thì cả ba đội sẽ cùng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 1. Khi đó, U20 Việt Nam bị loại vì ghi ít bàn thắng hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trận đấu cuối sẽ không dễ dàng chút nào cho U20 Úc vì chính món quà họ đã trao cho U20 Qatar. Thực tế, U20 Qatar sẽ không bỏ cuộc vì vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế nếu thắng U20 Úc, nhất là với tỷ số cao trong khi U20 Việt Nam thắng U20 Iran. Khi đó, U20 Việt Nam sẽ xếp nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối còn bộ ba Úc, Iran và Qatar sẽ cùng có 3 điểm và buộc phải xét các hiệu số phụ với nhau. Việc cơ hội vẫn còn mở ra với cả 4 đội khiến cục diện cờ tàn bảng B trở nên rất thú vị và khó dự đoán. Nhất là nhìn vào cách trọng tài hay mắc lỗi ở các trận đấu có U20 Qatar. Có một điều chắc chắn, sẽ không ai dễ dàng buông xuôi, cũng như chưa một cái tên nào dám an tâm một suất vào vòng trong, dù là đội xếp nhất bảng U20 Việt Nam hay chót bảng U20 Qatar. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.